Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 3 giờ qua, mây dông đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm dông sét trên khu vực thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu, huyện Cò Dầu, huyện Châu Thành, huyện Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu. Trong 1 đến 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông sét cho các khu vực kể trên, cục bộ có mưa vừa. Sau đó, mây dông có xu hướng mở rộng sang các khu vực khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh cấp 5 đến cấp 7, 8 đến 17m/s. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1.